Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình muốn giải thích với các bạn các thông số của một cây cam, hoạt động của cây cam như thế nào và lý do tại sao có những gốc mở sớm, mở trễ, cái khoảng duration khác nhau trên một cái trục cam. Để khi các bạn xem thông số của một cây cam thì các bạn sẽ biết cây cam này nó phù hợp cho cái chế độ hoạt động nào của động cơ. Như các bạn cũng biết là trục cam thì nó là một cái thanh hình trụ và nó được nối chuyển động với trục máy. Trên thân của trục cam có các thùy nhô ra để nó nhấn vào xu bắp nạp hoặc xu bắp xả để mở hoặc là đóng xu bắp. Trong một chu kỳ hoạt động của động cơ đốt trong thì trục máy quay 2 vòng, trục cam sẽ quay 1 vòng. Liên kết giữa trục máy và trục cam là bởi sên cam. Trên trục máy thì người ta gắn nhông chi thì. Trên trục cam thì có bánh răng cam. Số răng ở nhông chi thì bằng một nửa số răng của bánh răng cam. Vì vậy trục máy quay 2 vòng tương ứng với lại bít tông đi xuống, đi lên 4 lượt nạp nén nổ xả đó thì trục cam sẽ quay 1 vòng. Ở trục cam thì người ta liệt kê thông số của nó gồm các thời điểm mở đóng xu bắp. Từ đó tính ra được các khoảng mở khoảng đóng hay gọi là duration và khoảng overlap thì đều dựa vào trục máy. Ở đây mình có một cái sơ đồ những thông số của trục cam, sơ đồ hình tròn theo góc quay của trục máy nè. Trục máy này quay 2 vòng có nghĩa là 720 độ. Các kỳ gồm có nạp nén nổ xả thì người ta đánh dấu là 1, 2, 3, 4 và nó là các cái cung tròn. Ở đây thì người ta tô màu kỳ số 1 và số 4 tức là kỳ nạp và kỳ xả thôi, bởi vì kỳ số 2 và số 3 thì trục cam không có tác động lên xu bắp và xu bắp nó đóng ở hai cái kỳ đó. Hai cái sơ đồ này ứng với lại vòng tua máy thấp và vòng tua máy cao, hay mình hay gọi là nước đề và nước hậu. Ở vòng tua máy thấp thì các bạn nhìn thấy ở đây, mình sẽ giải thích từ kỳ xả trước nha. Kỳ xả rồi tới kỳ nạp, nén và nổ. Kỳ xả đây là cái cung màu đỏ số 4. Bít tông đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới. Khi chưa tới điểm chết dưới, ở cuối kỳ nổ thì xu bắp xả đã mở rồi. Và nó mở sớm 25 độ. Mở sớm vậy để làm chi? Với áp lực của khí nổ đó, nó sẽ tống khí thải ra ngoài sớm hơn. Tạo một cái đà để cho khí thải đi ra. Khi bít tông đi lên thực hiện kỳ xả đó thì nó sẽ không còn bị sức ép nhiều nữa. Nghĩa là nhẹ máy hơn và đỡ hao công suất. Và khi bít tông đi tới điểm chết trên, chữ TDC này là Top Dead Center đó, thì xu bắp xả vẫn chưa đóng mà nó sẽ đóng trễ góc 5 độ. 5 độ. Vậy là cái duration của thằng xả sẽ là mình lấy 180 độ là cái góc bẹt này nè, cộng với lại góc sớm 25 độ, cộng thêm với lại góc trễ 5 độ nữa thì là 180 cộng 30 là 210 độ. Thì khi bít tông đi lên tới điểm chết trên thì nó sẽ đi tiếp xuống điểm chết dưới để thực hiện kỳ hút. Và ở đây cam nó điều khiển cho xu bắp nạp mở sớm góc 10 độ. Mở sớm để làm chi? Để lúc này khi xu bắp xả vẫn còn đang mở, dòng khí thải vẫn còn đang bị đẩy mạnh đi ra ngoài thì xu bắp nạp mở ra và nó sẽ bị rút vào theo cái dòng khí xả. Có nghĩa là dòng khí xả tạo một cái trớn để cho dòng khí nạp đi vào. Các dòng khí thì nó cũng có quán tính và mình phải tạo đà cho nó. Và tốc độ của dòng khí đi vào càng nhanh thì lượng khí nạp vào bên trong buồng đốt sẽ càng nhiều. Vì vậy nên xu bắp nạp sẽ phải mở sớm để tận dụng sức rút của cái dòng khí xả. Đó là lý do chính mà xu bắp xả đóng trễ. Khoảng trùng lắp cung màu đen nè là thời gian xu bắp nạp đã mở trong khi xu bắp xả vẫn chưa đóng. Ta gọi nó là overlap. Ở đây là với tốc độ thấp cho nên overlap này là 15 độ thôi. Lấy 10 này cộng với 5 này là 15 độ thôi. Dòng khí nạp được truyền tốc độ ha và nó đi vào bên trong buồng đốt. Và khi bít tông đi xuống tới điểm chết dưới thì nó vẫn chưa đóng. Bởi vì tốc độ luồng khí này đi vào vẫn còn đang lớn cho nên là người ta muốn tận dụng nó để cho khí đi vào nhiều hơn, làm cho máy nó khỏe hơn đó. Xu bắp nạp đóng trễ 10 độ. Vậy là nếu mình tính duration của thằng nạp với cây cam này thì nó là 180 cộng với góc mở sớm 10 độ và góc đóng trễ 10 độ nữa là 200 độ. Như vậy với một cây cam thì các bạn để ý thời điểm đóng, mở, xu bắp nạp, xu bắp xả, duration nạp, duration xả và overlap. Ứng với lại tốc độ thấp thì các khoảng này sẽ nhỏ hơn. Bây giờ mình chuyển qua cái sơ đồ của trục cam khác ứng với lại tốc độ cao, nó tối ưu cho tốc độ cao thì sao? Cuối kỳ nổ, xu bắp xả mở sớm hơn nhiều, 55 độ, tương ứng tốc độ chậm mở có 25 độ thôi. Mở sớm nhiều để làm chi? Với tốc độ cao của máy thì máy cần công suất lớn, có nghĩa là lượng khí nạp vào phải lớn, lượng khí xả cũng lớn, thì đồng nghĩa với việc phải đẩy khí xả đi ra
nhanh hơn. Tốc độ khí đi vào phải nhanh, trong khi chu kỳ của máy nó lại ngắn. Điều đó có nghĩa là thời gian nạp và thời gian xả cũng bị ngắn đi. Vì vậy cho nên ta sẽ phải tạo trớn cho các cái luồng khí này sớm hơn để cho nó có được tốc độ cao hơn và nó đi vào và hoặc là đi ra sẽ nhiều hơn. Cho nên cuối kỳ nổ còn 55 độ nữa thì su bắp xả đã mở rồi, để nó tận dụng cái sức đẩy của khí cháy để tạo tốc độ thoát ra của khí thải mạnh hơn. Và su bắp xả đóng cũng muộn hơn. Như bên đây các bạn thấy nó đóng 5 độ thì bên đây đóng tới 20 độ. Thì đóng trễ như vậy để làm chi? Để nó thêm cái thời gian thoát khí là một. Thứ hai là nó tạo tốc độ rút mạnh để nó hỗ trợ cho cái dòng khí nạp. Dòng khí nạp đi vào có tốc độ lớn và buồng đốt lúc này cũng sẽ được dọn sạch khí thải. Với cây cam này người ta không có cho su bắp nạp mở sớm hơn mà người ta vẫn để là mở sớm 10 độ. Vậy thì overlap của cây cam này nó là 10 cộng với 20 là 30 độ. Và ở kỳ kỳ nạp thì su bắp nạp đóng trễ 60 độ. Bít tông đi xuống điểm chết dưới rồi thì su bắp nạp vẫn chưa đóng và nó đóng trễ tới 60 độ. Đóng trễ như vậy để làm chi? Để nó tăng cái khoảng thời gian nạp lên, nó tận dụng cái tốc độ của dòng khí nạp và đẩy khí vào nhiều hơn theo quán tính ha. Mặc dù piston nó đã đi lên nhưng mà tốc độ lớn quá cho nên là khí đi vào nó vẫn còn tiếp tục đi vào thêm được nữa. À, khí vào nhiều, công suất máy nó không bị hao hụt. Vậy là khi nhìn vào cái sơ đồ cam, nhìn vào cái bảng thông số cam, các bạn sẽ biết là cái cam này nó phù hợp với giải tốc độ nào, tốc độ thấp hay là tốc độ cao. Mình lấy ví dụ như ở đây là sơ đồ cây cam của BRT dành cho quay rim 100 và filter 110. Ở đây là sơ đồ hàng ngang và người ta cũng liệt kê kỳ xả trước, tức là cái thời gian su bắp xả nó mở và đóng trước rồi sau đó mới tới kỳ nạp, giống như cách mà mình giải thích đó. Ở cuối kỳ nổ thì su bắp xả đã mở sớm một góc 60 độ. Bít tông đi từ điểm chết dưới chạy lên điểm chết trên ở kỳ xả và su bắp xả nó đóng trễ một góc là 26 độ. Vậy duration của thằng xả lúc này là 60 cộng 108 cộng với 26 thì nó ra được là góc 266 độ. Rồi, ở đầu kỳ nạp thì su bắp nạp mở sớm góc 25 độ và ở cuối kỳ hút thì nó đóng trễ 60 độ. Vậy là duration của thằng hút là 25 cộng với lại 108 cộng với 60 thì nó ra là 265 độ. Overlap thì mình cộng hai cái cung này lại, đó là 25 độ mở sớm của thằng nạp, 26 độ mà đóng trễ của thằng hút thì nó ra 51 độ. Vậy là cây cam này overlap cũng lớn, duration lớn, cho nên là cây cam này nó phù hợp với các cấu hình xe mà chạy ở tốc độ cao. Vậy thì nếu mình xài cây cam này cho xe chạy thông thường tốc độ thấp thì có được không? Xài thì vẫn xài được thôi. Tuy nhiên á, với cái overlap nó lớn ở giải tốc độ thấp thì nó sẽ gây thất thoát khí thông qua bên đường ống xả dẫn tới là hao xăng là một. Cái thứ hai là với kỳ hút á, mà nó đóng trễ quá thì tỷ số nén nó sẽ bị giảm, xe nó chạy yếu. Đối với những cây cam mà không phải cam thông minh, có nghĩa là nó là một cấu hình vật lý đơn thuần thôi, thì phải có sự đánh đổi. Nếu như cây cam phù hợp với tốc độ thấp, có nghĩa là nước đề nó tốt, nó mạnh, thì nước hậu nó sẽ hụt hơi. Còn nếu sử dụng cây cam để chạy tốc độ cao, mạnh máy, thì ở nước đề nó sẽ yếu, nó sẽ hao xăng. Vậy là người ta có thể điều chỉnh các thời điểm và các duration khoảng overlap tạo ra một cây cam chạy ở một cái giải tốc độ mà người ta mong muốn. Ngoài ra còn một cách để người ta có thể điều chỉnh cây cam cho nó phù hợp là người ta điều chỉnh cái cam lip, nghĩa là cái độ cao của vấu cam á, để thay đổi cái độ nhấn của su bắp. Thì người ta có thể tạo ra một cây cam với gối cam cao hơn. Nhưng mà khi gối cam cao hơn á, sẽ phát sinh vấn đề là su bắp nó sẽ bị nhấn sâu hơn và có thể bị đụng vào bít tông, phải xử lý cái chuyện là móc mắt bít tông vân vân. Nếu không làm việc đó vẫn có thể độ được cam lip bằng cách cho cái gối cam bè ra. Ở đây cái sơ đồ này so sánh hai cái gối cam này, cái gối cam bình thường thì nó nhọn và gối cam nó bè ra hơn, có nghĩa là khoảng thời gian mà su bắp nhấn sâu nó dài hơn so với gối cam trước. Ở đây cái đường nằm ngang này á, là khoảng mà su bắp bị nhấn một đoạn là 3 mm. Với gối cam bình thường thì cái khoảng nhấn của nó từ 3 mm trở lên á, là giữa hai đường màu vàng nét đứt quãng này. Nhưng nếu như mình xài cái cam mà có gối cam độ thì khoảng thời gian mà su bắp bị nhấn 3 mm đó là giữa hai cái đường màu đỏ này nó sẽ dài hơn.
mà nó dài hơn như vậy thì số bắp nhấn sâu lâu hơn thì hòa khí vào nhiều hơn, hoặc nếu đối với số bắp xả thì nó sẽ xả nhanh hơn. Hy vọng là những chia sẻ của mình vừa rồi về các thông số của ruột cam nó sẽ có ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.